Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Cái ngày tháng năm sinh của chị cung cấp là âm hay dương lịch? Âm lịch đúng không? Thì nhìn sơ qua cái ngày tháng là thấy ngày tháng vợ chồng dễ xung khắc đấy. Dễ xung khắc thì cái khắc khẩu. Thì vợ chồng hai tuổi này xung khắc thì sao nữa, suốt ngày cãi nhau gây lộn nhau còn sao nữa, hai mệnh nó có hợp đâu. Chính xác chưa? Xác tuổi. Nhìn tuổi là biết rồi, mà nhìn cái tướng khắc chồng nó cũng hiện ra cái khuôn mặt rồi, xin chưa buồn. Và công việc cũng bấp bênh nữa, làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, làm có giữ được đâu. Làm đủ nuôi miệng ăn, nuôi đủ nuôi mấy đứa con, làm chả dư được bao nhiêu cả. Đúng không? Vâng. Chồng thì nó có số phá của. Cái ngày tháng năm sinh của chồng có số phá của đấy. Có nghĩa là làm nó không giữ được tiền, nó còn phá đi nữa. Hiểu chưa? Chồng chị nó phá đi của chị nhiều tiền chưa? Con thì ít, của gia đình thì nhiều. Vậy em đoán từ nãy giờ là đúng hay sai hết? Đúng ạ. Bởi vì cái ngày tháng năm sinh ông này có số chơi bời. Chơi bời phá tán hết tiền của, khiến vợ con buồn phiền. Đấy, ba mẹ sinh thành ra cũng chả nói được. Cũng chả nói được, không dạy được con cái. Cũng do là ông bà nó chiều từ nhỏ. Đấy, nuông chiều nó từ nhỏ. Bây giờ bắt đầu nó đã quá là đi rồi. Suốt ngày tụ tập anh em bạn bè chơi bời phá tán. Vô cùng xấu, càng ở thì càng thấy khổ. Tên này thì nó khó thay đổi lắm. Thực sự là khó thay đổi. Giang sơn thì dễ đổi chứ bản tính con người khó rời. Đúng rồi thế. Nên là con đi thân 5 năm nay rồi. Không có hy vọng gì về tên này nữa rồi. Và bạn sợ đến với đời chồng sau thì cũng vậy chứ. Số bạn là số hẩm hiu rồi. Vâng. Vất vả, vô cùng vất vả luôn. Sinh vào cái ngày 13, ngày 13 là ngày vô cùng xấu. Vô cùng vất vả luôn. Giờ mấy cháu rồi? Hai cháu chưa? Cháu được ông con được hai cháu gái rồi. Về số này nuôi con vất vả lắm. Vâng. Nuôi con vất vả vô cùng luôn, cực công lắm. Đấy, đẻ đứa con ra là chồng nó bỏ thân một thân một mình tự nuôi đấy, nó có chăm sóc gì đâu. Đấy, chồng là khổ thêm chứ đâu có phải là tốt đâu. Đấy, phụ nữ hơn nhau là ở cái tấm chồng. Mình có xấu đi mấy chăng nữa, nhưng mà gặp được một tên chồng đàng hoàng, tử tế, lo lắng cho mình. Mình có lười đi mấy chăng nữa, gặp được người chồng tốt, nó vẫn lo lắng cho mình thì mình vẫn sướng. Còn mình có làm giỏi, tháng kiếm mấy chục triệu đi, cả trăm triệu đi chăng nữa, nhưng mà lấy một tên chồng nó chả ra gì. Thì cuộc đời cứ khổ thì vẫn khổ thôi. Vậy phụ nữ nó hơn nhau ở cái tấm chồng đấy nhé. Bạn thấy bạn đời đời bạn khổ chưa? Đấy, công việc làm ăn thì kém, bấp bênh, tiền tài làm không đi dư. Chuyện vợ chồng thì trục trặc. Bây giờ bạn muốn mình giúp gì? Con muốn để xem tương lai vẫn nào đây. Tương lai à? Số vất vả đấy nhé. Cực kỳ nó vất vả đấy. Nhìn mẫu bàn tay này vất vả. Số này ít nhất phải ngoài 36, 37 tuổi trở đi. Tiền tài kinh tế làm mới tụ được, mới giữ được. Mẫu bàn tay này còn có số phá sản nữa này. Phá sản là sao? Là làm không giữ được. Tiền đâu, cửa vào, cửa trước, ra cửa sau, làm không giữ được là phá sản chứ còn sao nữa. Bây giờ là chắc ở với tên chồng này thì không được nữa rồi, chắc là phải bỏ rồi. Phải đến với người khác, nhưng mà đến với người khác có được tốt được hay không lại là một cái chuyện khác. Với số bạn mình thấy lấy cái đời chồng thứ hai thì vẫn khổ. Muốn thì hóa giải tình duyên, làm lễ di cung hoán số để gặp người tốt hơn, thuận lợi hơn, không có trục trặc về sau nữa nhé. Thế thầy con hỏi được một cái con thế nào? Ngày tháng năm sinh của cháu. Cháu đầu là sinh ngày 10 tháng 9 năm 2015. Mùng mấy tháng 9? Mùng 10. 10 tháng 9 2015. Âm lịch à? Vâng. Ất Mùi. Khéo léo, việc gì cũng mau hiểu,
Thì tính cách nó hơi nóng tính, lớn lên hơi hơi ương bướng, nó ngang như ba nó đấy, giờ thấy nó khó tính như ba nó chưa? Về vấn đề học hành của cháu thì học hành trung bình thôi, sau này đứa này thì cũng nhảy ra ngoài kinh doanh tự do thôi chứ không có được học vấn nhé. Cháu học hết cấp 3 rồi nhảy ra học nghề thôi nhé. Để lớn lên đủ tuổi nó sẽ phải đi xa nhà xa quê. Đinh Dậu. Đứa này học hành thì cũng để cho biết cái chữ thôi. Công danh của nó thì cũng không đến nỗi nào. Số đứa này có số xuất ngoại, đi xa xứ thì tốt. Đi xa xứ, đi xa quê hương thì tốt, thuận lợi. Hai đứa thì đứa thứ hai đường tình duyên nó chắc trở đấy, lận đận tình duyên đấy. Đúng rồi, 36 tuổi công việc ổn định, còn bây giờ cứ đi làm thuê mãi thôi. Cái đường chỉ tâm đạo phân tích nhìn bàn tay này, cái đường chỉ tâm đạo của bạn nó bị cắt quá nhiều. Nhưng nói là người luôn khổ dằn vặt. Hình như mẫu bàn tay này đã có lần muốn nghĩ, muốn tự sát đấy ha, muốn bỏ cái thế gian này rồi hay sao? Đã bao giờ bạn nghĩ bạn muốn tự sát chưa? Đã bao giờ bạn có ý nghĩ mà bạn muốn tự sát bỏ cái thế giới này chưa? Đúng không? Mình nhìn trong cái lòng bàn tay mình, nhìn cái đường chỉ số phận mình biết mà. Cái đường chỉ số phận nó quá ngắn đi, nó xuất phát từ giữa lòng bàn tay chảy đến đường tâm đạo, là người có ý định muốn quyên sinh. Đấy. Muốn thắt cổ hay là nhảy cầu hay là uống thuốc gì đó. Đừng có dại dột nhé. Nếu mà bạn làm cái điều này thì bạn thấy đấy. Dù bạn có bạn đừng tưởng là chết là hết. Chết xuống dưới đó vẫn khổ như thường. Không phải chết mà là hết đâu. Vì thế hãy kiên cường lên mà sống để mà trả nghiệp. Thời vận của bạn phải 36 tuổi, công danh của bạn mới tốt được. Đất đai, tài sản, ba mẹ có cho đi chăng nữa cũng phải bán dần mà trả nợ. Ba mẹ đã cho và đã phải bán chưa? Chưa có bán được. Ba mẹ cho cái gì mà phải bán? Cho vàng. Cho vàng đúng không? Cho vàng là tài sản, vậy bây giờ là bán dần để trả nợ cho chồng đúng không? Quá khổ luôn. Đấy, bây giờ anh em trong nhà nó cũng khinh rẻ mình luôn đấy. Anh em trong nhà chả có ai ra gì, chả coi mình ra gì nữa. Quá khổ luôn. Lại có vong trẻ con đi theo nữa, vong phá thai, bỏ thai đi theo nữa này. Vong này là vong anh em huynh đệ đấy nhé. Ba mẹ có sơ sẩy đấy, có đi theo đấy nhé. Làm lễ cầu siêu đi nhé. Còn sức khỏe của bạn năm nay kém lắm, sức khỏe yếu, kém, không được tốt. Cơ thể yếu, trong người cứ mệt, chả muốn làm cái gì cả, chả thiết làm gì cả. Suốt từ đầu năm đến giờ. Uể oải chán nản, cơ thể nó suy nhược. Bởi vì năm nay là cái năm tam tai mà. Bởi vì năm nay là cái năm tam tai mà, hiểu chưa? Năm nay là năm tam tai cuối cùng. Đấy, năm nay nó sẽ kéo theo rất nhiều cái tai họa đến với nhà bạn. Sức khỏe kém này, công việc làm ăn kém này. Và ông này vẫn chưa dừng lại. Năm nay là năm 28 tuổi, vướng cái sao La Hầu. Tháng riêng và tháng 7 là cái tháng hao tài nhất, đau đầu nhất, suy nghĩ nhất của ông này. Rồi, thắc mắc điều gì nữa không? Chia sẻ hết rồi đấy. Công danh, sự nghiệp, tình duyên, vợ chồng, con cái rồi. Vậy thắc mắc gì thì nhắn tin lại cho mình nhé. Vâng.